ngày 15 tháng 10, Liên Hợp Quốc cảnh báo tình hình nghiêm trọng tại khu vực Trung Đông, đồng thời cho biết hơn 1 triệu người dân buộc phải sơ tán khỏi miền Bắc dải Gaza kể từ khi xung đột bùng phát giữa Israel và lực lượng Hamas từ ngày 7 tháng 10 vừa qua. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết dải Gaza đang cạn kiệt điện, nước và các nguồn cung thiết yếu khác. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc lưu ý, thực phẩm, nước, vật tư y tế và nhiên liệu từ các kho dự trữ của Liên Hợp Quốc tại Ai Cập, Jordan, Bờ Tây và Israel có thể được chuyển đi trong vòng vài giờ, nhưng các nhân viên cần được tạo điều kiện để có thể vận chuyển những hàng hóa này vào Gaza một cách suôn sẻ và an toàn. Ông Guterres kêu gọi Israel cho phép viện trợ nhân đạo vào dải Gaza và phong trào Hamas lập tức trả tự do cho tất cả những người đang bị bắt giữ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc khẳng định, Liên Hợp Quốc có trách nhiệm đưa ra cả hai lời kêu gọi này bởi khu vực Trung Đông đang bên bờ vực thẳm. Trước đó, Israel đã yêu cầu 1,1 triệu người Palestine rời khỏi miền Bắc Gaza. Ngày 15 tháng 10, quân đội Israel tuyên bố sẵn sàng cho một cuộc tấn công trên bộ nhằm vào lực lượng Hamas ở Gaza. Người đứng đầu cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine tại vùng cận đông của Liên Hợp Quốc, Philip Lazzarini cho biết, ước tính 1 triệu người đã phải rời bỏ nhà ở trong tuần đầu tiên xung đột bùng phát ở dải Gaza và con số này dự kiến tăng cao hơn trong thời gian tới. Và các nhân viên của cơ quan này hiện không thể viện trợ nhân đạo cho người dân. Quan chức của Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo Gaza đang phải đối mặt với thảm họa nhân đạo chưa từng có vì bị phong tỏa và đánh bom. Cơ quan y tế tại dải Gaza cho biết ít nhất 2.670 người đã thiệt mạng và 9.600 người bị thương do các cuộc không kích của Israel vào vùng lãnh thổ này kể từ ngày 7 tháng 10 vừa qua. Trong khi đó, văn phòng Thủ tướng Israel thông báo hơn 1.400 người tại nước này đã thiệt mạng, 120 người Israel bị Hamas bắt giữ.